cho nhụ trội non hơn. Bà cụ dạo trời ơi, ui dồi ui này cao lắm bà này. Trời hôm qua con ngủ bỏ ngoài nhau. Ui dồi ôi. Hôm qua con có mơ thấy gì không? Tối hôm qua con có mơ thấy gì không? Có mơ thì ba đưa con đi chơi công viên không? Hả? Ôi cái này cao. Ôi, nhỉ? Ngồi cong cột sống mắt nhỉ? Ôi, ôi mắt ơi mắt ơi, ơi, ba này, ba đây này, ôi dạ ơi nhỉ? Ba yêu mình lắm ấy. Ôi, mình yêu ba nhiều không? Ơi, ba ơi, ba ơi, mẹ dâu tay của ba ơi, trời ơi, dâu tay có cái tay yêu này. Ô, ba thơm miệng nhé. À, hít hà. Ba hít hà miếng nữa nè. Cho ba hít hà còn miếng nữa nè. Ôi dồi ôi. Ôi, thích quá cơ. Thích quá cơ ấy. Ôi. Wow. À. Con không đi bộ à? Con không nói chuyện nhiều à? Con không nói chuyện nhiều à? Ừ, cái quần này ấm quá này. Mẹ cho con cái quần này ấm ấy. Ấm ấy. Hôm nay gia đình giao tay sẽ quay kỹ năng sống của một trẻ em. Kỹ năng này. Này. Bản năng sống à? Đây con làm nè. Trùng quá mặt đi chứ. Không, phải tương tí một chứ, còn đỡ giật mình lại chứ. Đấy, thấy chưa? Tay con ở thấy gạt nè. Đấy, gạt ra. Con gạt ra. Ngậm môi. Ngậm lưỡi con. Nào. Này con này, nếu mà con bị ai đấy trùm khăn như thế này thì con sẽ làm thế nào? Lấy tay gạt ra, đúng không? Đúng không? Hoặc là lấy chân đây nhá. Đây, ai trùm con thì con làm thế nào? Con đẩy ra ngay nhỉ? Con đẩy ra ngay nhỉ? Ơi! Ai trùm này con đẩy ra ngay nhỉ? Ơi! Ý chà! Ôi dồi ôi, ghét lắm cơ! Ôi trời ơi! Trời ơi! Ghét lắm cơ! Ghét lắm cơ. Ôi trời ơi. Ba đem bao tay cho con nhé. Ba đem bao tay cho con rửa lại nhé. Tại ba mình cứ thích cái tay này cơ này. Ba mình cứ thích. À, hít hà cơ này. À, con muốn nói à mà con cứ lấy cái nuôi con đẩy đẩy ra này. Ôi. Con học hát à? Con muốn học hát à? Ba đưa lên phố nhá. Đi lên phố đi bộ chơi đi. Gắt rồi. Đi phố lên phố đi bộ chơi không? Ừ. Nằm thế này là con bị lạnh rồi. Ôi. Ôi. Thôi đang gắt. Mày xuống đi. Cha. Nhẹ nhiều. Ba bé miệng. Ba bé miệng.